Messi tính chia tay đội tuyển Argentina. Theo một nguồn tin thân cận với Lionel Messi, siêu sao người Argentina đang lên kế hoạch tạm nghỉ sự nghiệp thi đấu quốc tế để ổn định cuộc sống ở Mỹ. Messi sắp chuyển đến MLS thi đấu khi đồng ý gia nhập câu lạc bộ Inter Miami theo dạng chuyển nhượng tự do. Inter Miami hy vọng Messi sẽ có trận ra mắt vào ngày 21 tháng 7 tại League Cup gặp đội bóng Mexico. Ruud Ajun, nhà vô địch World Cup 2022 đang chuẩn bị chia tay đội tuyển quốc gia Argentina để tập trung cho sự nghiệp mới tại Inter Miami ở MLS, nơi cựu danh thủ David Beckham là đồng sở hữu cùng với các cổ đông lớn là Jorge và Jose Mas. Tuy nhiên, cầu thủ vừa đón sinh nhật lần thứ 36 vào ngày hôm qua, chỉ đang lên kế hoạch tạm thời chia tay là Albiceleste. Cựu ngôi sao của Barcelona, người vừa rời PSG, được cho là gần đây đã nói với huấn luyện viên đội tuyển Argentina Lionel Scaloni rằng anh muốn tạm thời chia tay đội tuyển quốc gia một năm để giúp gia đình định cư tại Mỹ. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến huấn luyện viên Scaloni và cần được Liên đoàn bóng đá Argentina phê chuẩn trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Messi. Nhưng đó là vị thế của Messi tại quê nhà sau chiến thắng của Argentina tại World Cup ở Qatar lần đầu tiên kể từ năm 1986. Nhiều ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá Argentina và huấn luyện viên Scaloni sẽ chấp nhận yêu cầu của Messi. Messi và gia đình, vợ Antonella Rocuglio cùng các con trai Thiago, Matteo, Ciro đã xem xét các ngôi nhà ở Miami sau khi đồng ý chọn MLS là điểm đến tiếp theo của mình khi sự nghiệp đang đi xuống. Sau khi đưa ra quyết định chơi bóng cho câu lạc bộ bên ngoài lãnh thổ châu Âu lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Barcelona khi mới 13 tuổi vào tháng 2 năm 2001, Messi rất muốn bảo vệ di sản của mình bằng cách coi trọng cuộc sống ở MLS. Siêu sao người Argentina tin rằng việc lùi một bước khỏi sự nghiệp thi đấu quốc tế trong tối đa 12 tháng sẽ giúp anh và gia đình thích nghi với môi trường mới, cả về mặt chuyên môn và cá nhân.